bút chì bình thường và bút chì vĩnh cửu ai hơn? So với bút chì 2B mà mình hay dùng thì bút chì vĩnh cửu nó lại có màu nhạt hơn nhiều nha các bạn. Nhưng nghe nói là ngòi của bút chì này xài rất là bền. Tôi thử mang hai cái bút này đi tô đầy hết một mặt giấy thì kết quả bất ngờ lắm mấy bạn. Trong khi cái bút chì kia nó còn ngủn luôn thì ngòi của cái bút vĩnh cửu nó mới bị mất có một góc chút xíu à. Làm tôi phải ngồi tô thêm 5-6 tờ giấy nữa nó mới chịu ngòi. Vậy đó mà đến khi viết ra vẫn còn nét lắm luôn. Tiếp theo, giờ thử thả hai cái viết này từ độ cao 2m xem như nào nha. Và kết quả là bút kia thì gãy ngòi, còn bút vĩnh cửu chưa sao. Ê, nhưng mà không phải vậy mà bất bại đâu nha. Ráng thả thêm 5-6 lần nữa là gãy đó. Nhưng mà bút chì bình thường có bị gì thì chỉ cần lấy đầu chuốt ra xuyệt xuyệt vài cái là lại tinh tường như mới. Chứ còn cây bút chì vĩnh cửu á, lỡ gãy rồi là phải ngồi vót vậy nè mấy bạn. À mà nếu nhà ai có điều kiện thì mua cái ngồi thay này nè, có 6k cái à, đỡ ngồi cạo. Tóm lại, bút chì vĩnh cửu xài được nhưng không quá thần thánh, bút chì bình thường thì lại dùng hơi bất tiện. Nếu là bạn thì sẽ chọn cái nào? Fossi, review Tata, miếng đệm cao su đa năng của Việt Nam và Trung Quốc ai hơn? Đây là miếng đệm của Việt Nam giá 99k, còn đây là miếng đệm của chị Na giá rất mềm 25k. Thật sự phải nói là cái chân đệm của chị Na rất là nhẹ nha, vì phần trên này nó là nhựa cứng nè, còn chân đệm của Việt Nam thì nặng hơn nhiều luôn, vì cơ bản là nó đúc đặc từ một loại cao su đặc biệt đó mấy bạn, cắt không đứt mà đập cũng không nứt luôn. Còn cái kia đập 5-6 cái là thấy bể bể rồi đó. Như này mà xài lâu dài là không có ổn đâu. À thêm cái nữa là cũng nhờ miếng đệm của Việt Nam giá cao nên lúc lót vào chân máy giặt rất là thông thoáng, từ đó tha hồ mà lau dọn nha. Còn đến khi lót thử cái kia nhìn nè, cái tay vô cổng dừa nữa. Còn về độ chống rung cho máy giặt, tôi thấy cả hai đều làm rất tốt luôn. Nhưng riêng về độ chống trượt á thì của Trung Quốc nó rất là ẻ nha, trong khi ở bên Việt Nam bảy muốn lên chuột luôn nó mới chịu đi. Tóm gọn lại, đệm Trung Quốc giá rất rẻ nhưng dùng tạm, đệm Việt Nam mắc hơn nhưng dùng rất là tốt. Tôi thì chọn đệm Việt Nam nha, còn các bạn thì như thế nào? Fossi, review thật tha, khăn nén Việt Nam và khăn nén Trung Quốc ai hơn? Đây là khăn nén sản xuất tại Việt Nam giá 18k, còn đây là khăn nén được ship từ nhà chị Na qua giá 25k. Nhìn bằng mắt thường cũng biết cái nào bự hơn rồi ha, nhưng mà chưa đâu, bỏ vô nước nó còn bất ngờ nữa. Mấy bạn thấy cái khăn của tụi Trung Quốc nó nở ra kinh không? Khăn của mình sau khi giải nén xong nó có xíu xiu vậy nè, còn của tụi nó má ơi nó bự giãn luôn á trời. Ê, nhưng mà đừng vội đánh giá nha, đồ của mình nhỏ là có lý do hết. Khăn nén của Việt Nam là khăn lông nha mọi người, nên tôi chắc chắn một điều là nó xài cực kỳ bền luôn, chứ không có giống như đồ của mấy đứa Trung Quốc nhìn nó như tờ khăn dứt vậy đó mọi người. Giật mới có vài cái mà nó nát tươm luôn. Bị một cái là khăn Việt Nam nó hơi cứng, nếu dùng lau đầu, lau mình thì đã lắm nha, chứ dùng lau mặt là hơi bị rác à. Riêng trong trường hợp này thì dùng khăn của tụi Trung Quốc ok hơn á. Chưa kể đến, khăn của nó cũng thấm hút tốt hơn khăn Việt Nam của mình nữa. Nhưng mà tóm gọn lại thì tôi vẫn thích dùng khăn nén của Việt Nam hơn nha. Còn các bạn thì như thế nào? Fossi, review Tata, bò hút Thái và bò cụng Việt Nam ai hơn? Loại này 150ml giá 15k, còn loại này 250ml mà có 12k thôi. Tính ra của Việt Nam vừa rẻ mà lại còn nhiều nữa nha. Hàng Thái dùng nắp vặn nên nếu uống không hết thì cứ việc cất lại thôi. Còn Việt Nam thì sử dụng lâu nắp bật, nếu lỡ khui lũ thì bà luôn á. Cái này 90, cái này 105, của Việt Nam nhiều năng lượng hơn. Uống thử hai loại bò hút của Thái. Ngon vãi, cái vị nó chua vừa đủ, ngọt vừa đủ mà còn thơm ơi là thơm luôn. Giờ xem thử bò hút Việt Nam nha. Cảm giác như là nó bị thiếu ngọt đó mấy bạn, mà nó chua nhiều hơn, không có bằng. Ngoài ra, vì có lượng inositol cao hơn nên bò hút Việt Nam khi uống vào sẽ xả stress tốt hơn lại kia nha. Nhưng cũng vì vậy nên ai uống không quen sẽ bị chóng mặt và khó thở. Còn bò hút của Thái nhẹ hơn nên an toàn hơn nha. Tuy là tôi rất yêu Việt Nam nhưng lần này tôi chọn hàng Thái nha mấy bạn. Còn các bạn thì như thế nào? Fossi, review Tata,